Hành động quá tinh tế, Đàm Tùng Vận nhận cơn mưa điểm 10 tại đám cưới của bạn thân. Sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận tại một đám cưới mới đây nhận được sự quan tâm rất lớn. Đàm Tùng Vận được biết đến là một trong những diễn viên tài sắc vẹn toàn của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được khán giả đặt cho danh hiệu nữ thần thanh xuân của Cbiz nhờ khả năng nhập vai tốt trong các dự án Thanh Xuân Vườn Trường. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, các hoạt động bên lề của mỹ nhân sinh năm 1990 cũng nhận được sự quan tâm lớn. Vừa qua, Đàm Tùng Vận ghi điểm vì sự tinh tế khi xuất hiện tại đám cưới của một người bạn thân. Cụ thể, Đàm Tùng Vận vừa dành thời gian cho tham gia lễ cưới của một người bạn lâu năm. Dù lịch trình rất bận rộn nhưng cô vẫn sắp xếp có mặt rất đúng giờ. Tại đà nội trình, Quy Lộ mang đến trạng thái rất tích cực, luôn thân thiện cười nói với mọi người xung quanh. Vì mối quan hệ thân thiết với cô dâu, Đàm Tùng Vận được cử lên sân khấu nhận hoa cưới. Cô nàng vừa đi vừa khóc vì quá cảm động. Sự xuất hiện của Đàm Tùng Vận tại ngày trọng đại của bạn mình nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cư dân mạng. Trên các diễn đàn, nữ diễn viên nhận cơn mưa lời khen bởi cách lựa chọn trang phục phù hợp tại lễ cưới. Có thể thấy Đàm Tùng Vận ăn mặc đơn giản, cụ thể là quần jean và áo thun cơ bản. Điều này giúp cô không chiếm spot night của cô dâu tại lễ cưới. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng biến đám cưới thành buổi họp fan bất đắc dĩ khi ân cần ký tặng chụp ảnh cùng khách mời. Bên cạnh những lời khen dành cho sự có tâm của Đàm Tùng Vận, khán giả còn chúc cô sớm thoát kiếp FA sau khi nhận được hoa cưới từ bạn thân. Được biết trong chặng đường dài tham gia nghệ thuật, Đàm Tùng Vận hiếm khi tiết lộ chuyện tình cảm mà dành hết thời gian cho công việc của mình. Trong thời gian tới, cô sẽ tái xuất màn ảnh với phim truyền hình hiện đại Em đẹp hơn cả ánh sao nên duyên với Hứa Khải. Trước đó, màn thể hiện của cô trong Quy Lộ với Tịnh Bách Nhiên nhận được nhiều phản ứng tích cực.